Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Tiếp tục hôm nay là ba ván đấu rất hấp dẫn giữa Kiện Tướng Quốc gia Phí Mạnh Cường và Kiện Tướng Quốc gia Nguyễn Quang Nhật. Sau khi dẫn trước với cách biệt 3 bàn, liệu Nguyễn Quang Nhật có thể gỡ hòa được không? Mời các bạn tiếp tục thưởng thức những ván cờ rất đặc sắc, đối công hấp dẫn, biên bản ván 5. Sure. 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 Giang Jun. Sure. Ho Shi. Sure. Giang Jun chua mã. Chủ xuống.
破下 吃 吃 将军 再将 再将 将军 Xe chính, bình sáo, ăn sĩ, chiếu tướng. Cho đến đây, tiểu phí, phí Minh Cường đã buông cờ nhận thua. Vì nếu có gượng chơi tiếp lên tướng thì lập tức bên đen sẽ bước mã chiếu tướng. Ở đây nếu như tấn pháo lên cản thì lập tức bên đen sẽ thối xe chiếu tướng, buộc tướng phải lên. Và xe sáo bình năm, chiếu tướng sát cục. Còn nếu như ở đây không lên pháo mà lại ra tướng thì bên đen ung dung chơi xe 2 bình 4 chiếu tướng sát cục. Tỷ số được rút ngắn 1.5, 3.5 cho kiện tướng quốc gia Nguyễn Quang Nhật. Mời các bạn xem tiếp gián 6. Xin nhận chỉ đạo. Jiangjun. Shi. 吃
吃。 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 吃鸡。 吃鸡。 主双。 吃。 吃。 将军。 吃。 吃。
Giang Jun. Phải chăng? Phải chăng? Jun. Jun. Xe 5 bình 6 chiếu tướng sát cục. Tiếp tục tỷ số được rút ngắn cho Nguyễn Quang Nhật 2,5, 3,5 và gián thứ 7 kết thúc với tỷ số hòa. Mời các bạn xem tiếp gián 8. Giang Jun. Sure. Sure.
Giang Jun. Sử chi. Sure. Giang Jun. Giang Jun. Sure. Giang Jun. Giang Jun. Thank you.
或是 将军 再将 再将 将军 再将 将军 再将 将军 再将 将军 将军 再将 Rất tiếc chờ trên đây kiện tướng quốc gia Nguyễn Quang Nhật đã bị rụng kim. Tỷ số là 3-5 nghiêng về cho Tiểu Phí, Phí Mạnh Cường. Các bạn vừa thưởng thức 3 ván cờ đối công rất hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất.